Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông thực hiện ca cấy chỉ điều trị bệnh cho bệnh nhân Vũ Thị Thế mắc hội chứng cổ vai tay trái và hội chứng thắt lưng hông. Hội chứng cổ vai cánh tay còn gọi là hội chứng vai cánh tay hay bệnh lý rễ tủy cổ là một nhóm các triệu chứng lâm sàng liên quan đến bệnh lý cột sống cổ có kèm theo các rối loạn chức năng rễ dây thần kinh cột sống cổ hoặc tủy cổ không liên quan tới bệnh lý viêm. Biểu hiện lâm sàng thường gặp là đau vùng cổ, vai và một bên tay, kèm theo một số rối loạn cảm giác và vận động tại vùng chi phối của rễ dây thần kinh cột sống cổ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân thường gặp nhất chiếm đến 70-80% là do thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa các khớp liên đốt và liên mỏ, làm hẹp lỗ tiếp hợp, hậu quả là gây chèn ép rễ dây thần kinh cột sống cổ tại các lỗ tiếp hợp. Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ chiếm đến 20-25%, đơn thuần hoặc phối hợp với thoái hóa cột sống cổ. Các nguyên nhân ít gặp khác bao gồm như chấn thương, khối u, nhiễm trùng, loãng xương, bệnh lý viêm cột sống, bệnh lý phần mềm cạnh cột sống. Trong một số trường hợp, hội chứng cổ vai cánh tay là do bản thân bệnh lý của cột sống cổ gây đau cổ và lan ra vai hoặc tay mà không có bệnh lý rễ dây thần kinh cổ. Ở vùng cột sống thắt lưng của mỗi người, các rễ dây thần kinh tủy sống từ L1 đến L5 có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi cột sống hoặc đĩa đệm ở vùng thắt lưng bị tổn thương, sẽ làm tổn thương các rễ dây thần kinh, gây ra hội chứng thắt lưng hông hay còn gọi là hội chứng rễ thần kinh thắt lưng cùng. Hội chứng thắt lưng hông là một tổn thương kết hợp bởi hai hội chứng nhỏ hơn là hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Đây là tình trạng bệnh lý liên quan tới các rễ dây thần kinh, các dây thần kinh tủy sống tại vùng thắt lưng và đoạn cuối của tủy sống, vùng tủy cùng. Triệu chứng điển hình của hội chứng thắt lưng hông. Khi mắc hội chứng thắt lưng hông, bệnh nhân thường có triệu chứng của các hội chứng phối hợp, hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Trong đó, mỗi hội chứng lại có nhiều triệu chứng khác nhau. Hội chứng cột sống. Đau cột sống thắt lưng có thể đau đột ngột, đau sau chấn thương hoặc đau xuất hiện từ từ. Bệnh nhân thường chỉ đau ở đốt sống nhất định, đau dữ dội hoặc âm ỉ. Khi ấn vào các mỏm gai, các đốt sống sẽ thấy đau chói ở đốt sống bị bệnh. Cột sống bị biến dạng, biểu hiện ở tình trạng thay đổi đường cong sinh lý, mất ưỡn hoặc giảm ưỡn cột sống thắt lưng, bị gù hoặc lệch vẹo cột sống. Giảm biên độ hoạt động của cột sống thắt lưng, hạn chế các động tác cúi người, ngửa người, nghiêng hoặc xoay cột sống. Hội chứng rễ thần kinh. Đau rễ thần kinh, đau lan dọc theo đường đi của rễ thần kinh và triệu chứng đau nhức buốt như bị mừng ngủ. Đau tăng lên khi đi, đứng, ho hoặc hắt hơi và giảm khi nghỉ ngơi. Có người bị đau liên tục ở mọi tư thế. Tê bì tay chân, mất cảm giác, giảm khả năng đi lại, lao động và sinh hoạt. Các dấu hiệu căng rễ thần kinh phát hiện bằng cách khi ấn trên đường cạnh sống ngàn điểm giữa của các khe gian đốt thì bệnh nhân thấy đau. Những cơn đau dai dẳng kéo dài là những biểu hiện của bệnh mà nhiều người bệnh phải chịu đựng. Vì vậy, tìm một phương pháp phù hợp để điều trị hiệu quả mà không tốn kém là mong muốn của nhiều bệnh nhân. Hiện nay, để có thể chữa trị hai căn bệnh này thì phương pháp cấy chỉ là lựa chọn số 1 của các bệnh nhân bởi ưu điểm như lành tính, không để lại di chứng, không phải phẫu thuật, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, hiệu quả lâu dài và phục hồi chức năng tốt. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông hoàn toàn có thể đáp ứng mong muốn của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và tận tình. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.